Chào cả nhà đến kênh Hương Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình có con cá chê cả nhà. Cá chê ngoài hầm hẻ nha cả nhà. Mình câu dính nè, bữa nay mình làm mình chiên của bánh tráng nha. Mình có mua rau sống với dưa leo với me, mình chấm mắm me cả nhà. Đây với cái bánh tráng. Rồi chuẩn bị mình bắt bếp cho mình chiên nha cả nhà. Bóp lửa lên nha, đến làm cái chiều cái đẹp gái vậy. Mình lật ra ngoài cái nhà. Nha mình rửa sạch rồi mình lật nha. Chào một cô chú kìa. Bé ơi, em kìa. Đi ăn cá chưa không? Thì để cái gãy đó. Ừ, nhưng mà để đó. Ừ, tài chết rồi, để mẹ ăn hả? Ừ. Nè. Dơ đó bỏ cây dơ. Đứt trà lơn. Ăn đứt trà lơn. Rồi đắp vô. Đắp tỏi vô. Cái này tỏi vô nè. Đắp ớt vô nè. Tỏi vô nè. Đắp ớt vô. Rồi cá nó vàng được bên nè cái nhà, để nó vàng thêm bên đó, cái mình lật ra xong cái mình làm những mắm me cái mình là cái nhà ăn luôn nha. Chuẩn bị mình thấm mắm me nha, đi bằm tỏi ớt nha, rồi chuẩn bị mình bằm tỏi ớt nha. Trời cũng mắm tráng. Ừ.
Rồi giờ làm cho ý chén nước chấm không không cay nha. Cha má chấm kia mẹ đừng để ớt. Cá nó giòn rồi mà cái gì. Mình nêm đường bột ngọt luôn nha cả nhà. Một muỗng đường, hai muỗng đường, ba muỗng. Chế nước mắm vô luôn nha. Mình pha trước cho ý một miếng không cay đó nha. Cái gì nên lợi để cay chứ ăn được chỉ la. Ngon, mình tiếp nhà xem nha. Mình hạ ớt vô nha cả nhà. Cái gì vậy hát vậy trời? Rồi xong một cái mắm me cái gì nè. Mình lấy mình đi sơn cho nó kẹo kẹo nha. Hai nha con. Đây nè. Chạm vào con chú thôi. Đưa đừng cái nút của mặt lên nó cay á. Mình nó xuyên chiên xong 3 khúc nha cái nhà, còn cái đầu trong cái chảo nó là xong. Chuẩn bị mình sắc rơ. Nhá bò cùng cả nhà. Rồi mình làm xong rồi mình mời cả nhà ăn cái chơi chiên của bánh tráng nha cả nhà. Chào cả nhà ha. Chào bà cô chú nè. Bà cô chú ăn bánh tráng cuốn rồi. Chào bà cô chú ăn chiên chén với cuốn với con nè. Hay bị léo lưỡi. Thì ẩm con mèo hay nó nuốt. Rồi nè, ít cuốn rồi ngoại chỉ là con chiếc đi nè. Rồi cuốn đây. Bên Sơn họ mình chỉ tốn tiền mua rau với bánh tráng. Rồi ít cuốn rồi nha. Rồi để miếng rau. Ít sao nhiều quá sao con ăn được. Miếng được rồi. Rồi cá nè. Cho đã luôn. Bữa nay bà nội ăn tương không có quay cái nhà. Rồi. Rồi ý cuốn gà cho ngoại các coi. Mà cuốn gì vậy nè? Muốn lên bếp. Cuốn đấy, cuốn đó. Cuốn đó. Để cuốn một cuốn trùng mình coi. Thôi đấy, đây là mấy lịch sự nè. Cuốn đó. Rồi để vô. Ừ. À, giỏi. Rồi mời bà cô chú ăn miếng chấm cuốn rồi. Hai đứa. Hai phiên. Ủa hai đứa. Rồi mời bà cô chú ăn trước đi.
Mày ý cầm cái chén nước mắm lên rồi mời ông bà cô chú ăn coi. Mày mời đi. Mời ông bà cô chú ăn trước con nha. Khoan cái gì? Ăn chén cuốn với cá. Ăn mấy chén cuốn. Ừ, ăn chén cuốn với đổ, con. Đổ, đổ, đổ. Thôi mời chén cuốn. Mời ăn đi con. Tao mời nhiệt tình. Không có cay đâu mẹ, mới được. Đây mời cái nhà với mình có mắm chén nha. Không có cay nước mắm không à. Nè. Nóng mà. Mắm mẹ đâu có làm cay. Không cay đâu. Nè con ăn không được nè, nó không cái này cay nè. Đâu. Nhưng mà con cuốn vô thẳng tay ha. Con khí thế. Nè. Cuốn hai lớp hơi dai. Nó không đứt. Không răng cắn không đứt. Hứng. Hứng. Ăn giúp con nha. Ừ. Phước mình bây giờ nè, cầm cái chén lắc. Cắn đứt. Cầm đàng hoàng cái gỗ. Cầm cái dĩa đi con. Thôi nhíu mình. Thôi ha. Cá mình chuyên giờ còn luôn đó nha. Dọn cái dao thôi nha. Dàn đều hết. Đầu mà chiên vẹn một cái nó để á, của con để á. Uống nước lạnh á. Thì nước lạnh đó. Để uống đi. Uống cạn đi á. Uống cạn đi á mẹ. Ừ. Mẹ ấy cứ uống đi. Để ra cho dễ ăn nha cả nhà. Nước cho cá luôn. Ít dễ ra nè, ít dễ ra nữa. Con cá này thịt dai mẹ. Chưa ăn hỏi. Cái này lâu lắm rồi bụng. Có anh nuôi dưới đây này cái nhà. Bộ Úc ý cầu dính cái okay. Mình chiên ăn luôn. Uống cái ca nè. Thương lắm. Thôi mẹ hiện cái nước vô. Chứ để vô coi mắt cái răng sao cắn đứt. Sao cà khịa quá hoài không biết ra ha. Hàng muốn chán rồi. Tao không có răng tao khổ, có cà khịa tao hoài. Hai răng mới có ăn được với chồng. Làm miếng đi chồng nha. Cạo tay ha. Cái miếng này giòn nè cái nhà. Mở nhạc không mà cái miếng nha. Vô miếng. Chưa rồi hả? Trời ơi, trời, nó ra ngoài về luôn. Để cứu bé đi. Dạ, ngược bốc. Mang ngược. Đây mở nhãn mịn miếng nha. Ngon nha. Giòn gấp gấp không? Cá quá trời giòn cái nhà. Ăn gấp gấp. Giòn gấp gấp. Gấp gấp không? Miếng gấp gấp. Ăn không thử miếng gấp gấp ăn bạc của chú rồi kìa. Mà cá hoàng điền dưa leo. Ăn dưa leo nha gấp gấp á. Nghe giòn thiệt mà. Nghe gấp gấp mà. Nó giòn mà cái ai dính cái răng luôn. Con dưa leo nhảy bên về luôn. Nhảy cái gì vậy chuyện? Nhau này rau tươi rau sống. Cắn vô một như vậy á. Chắc cần sỉ quá. Không có chạy vô pha vô mình luôn mình. Cái món gì? Một cái cá nè. Cá. Không.
Này có con hả? Nhưng mà cái nhãn mình cuốn nha. Ê, ăn cái gieo hồng. Cái gieo hồng. Cắn đứt. Cắn không đứt. Cô Duyên bắt bắt ra. Này mình là bánh tráng không có cần nhúng nước nữa cái nhà. Nhúng nữa nó mềm eo hả? Mà không nhúng thì cắn không đứt. Gì vậy? Sương hay vậy? Nóng mà. Trời ơi, thôi muốn bay cái cục thịt luôn à. Chị chấm nước mắm ngon không? Chua chua ngọt ngọt mặn mặn hả? Bữa nào ăn cái bị dính 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 dính. Yếu quá, một cục cá mà yếu không ăn mà. Cảm ơn. Sao kỳ vậy? Chào. Con mời hay con chào? Mời. Mời. Gì hả? Cái mặt con chú ăn với con nha. Xương. Cũng phải có xương chứ. Con chạy luôn. Nói một cái chú đi. Dạ nhập ba con nữa, bể chưa? Đừng gấp nữa. Để. Ăn hết đi rồi hay lắm. Mời ông bà của chú ăn nè. Ông biết đâu mà ai vậy nhúc. Cho bà ba nhịn luôn. Sao nó có khỉ hoài luôn ba? Ba nhịn mà không bà ngoại nhịn. Đừng có ngâm đũa. Đừng có ngâm đũa, ông bà của chú gầy kìa. Không ngâm đũa. Ông Út la kìa. Ngâm đũa trượt tay cái lò đó. Ăn nó đi bà ngoại. Nhan. Trời ơi, ý ăn rồi thì ngủ ít. Người ta cuốn gì mà bán. Ăn nó đang ăn. Bà ngoại ăn hết đâu mà ai nhịn được. Mời ông bà cô chú ăn không nè. Chắc con bà cô chú ăn với con nha. Thịt với con. Bún như vậy. Ngồi cho nó ăn kìa. Có xương không cho miếng đi. Mời cái nhãn mình miếng cá không nữa mình kết thúc video nha cả nhà. Có xương không cho miếng đi. Xương nhóc á. Mình bỏ xương cho mẹ nha. Ăn chắc dễ ăn quá. Anh chắc chảy ra luôn á. Rồi mình kết thúc video luôn nha cả nhà. Cả nhà cứ yêu mến kênh mình thì cho mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Bye cả nhà nha. Mau mau lại đây hãy. Bye. Bye chờ cô chú ba 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 chờ ba ba cô chú ba vào đây nha. Bị leo lưỡi người ta. Bị gẹo gữ rồi. Bị gẹo gữ rồi.